điều mà để tin tưởng dùng tam thất ra thì là nói thẳng là hồi xưa bác mổ một lần rồi thì nó bị sốc phản vệ, thế là tưởng chết, cho nên là bác kinh, bác không dám mổ. Thế con bác nó cũng bảo thôi mẹ cứ dùng đã xem nó như nào, nếu không thì mổ, chứ không bây giờ mổ mà đi mổ mà nó lại giống như lần trước thì chết dở. Thế là thôi bác bảo thôi cứ dùng thử xem nó làm sao. Con chào bác Huyền ạ. Như con được biết thì bác đã dùng cái sản phẩm tam thất của bên con rồi ấy. Trong quá trình dùng ấy, bác được biết là tam thất này nó có những cái tác dụng như nào nhỉ? Nói chung tam thất thì nó nhiều tác dụng lắm, tác dụng về để bổ máu này, rồi những người suy nhược cơ thể để hầm ăn cho béo béo này, rồi chữa u này, rồi chữa ngăn ngừa ung thư này, rồi nói tóm lại là với đại tràng này, nói chung là tam thất thì nó có rất là nhiều tác dụng đó. Không biết là bác dùng tam thất vào mục đích để điều trị bệnh hay là phòng bệnh bác nhỉ? Bác dùng tam thất thì trước kia là bác bị u xơ của tử cung, thì bác đi khám thì người ta nói u xơ đã to rồi, nhưng mà sau đó là bác bị mổ, nhưng mà có người người ta bảo bác là cứ uống tam thất đi thì thôi. Thế là bác về bác mua tam thất bác uống, thì từ cái đợt bác dùng tam thất thì bác uống cứ uống ngày hai lần, hai lần sáng với tối, thì bác cứ uống bằng bột, lúc thì uống bột pha với nước, lúc thì bác uống bằng củ tam thất ngâm với mật ong, thì bác uống cả hai loại đấy. Thì bác dùng một thời gian thì u sơ tự nhiên là nó đi khám thì nó bớt dần đi, nó teo dần, thì sau đó bác cứ dùng tiếp đến bây giờ thì bác đi khám lại thì nó không còn nữa. Thời gian sử dụng trong bao lâu thì nó đã cái khối u nó teo đi nhỉ, nó nhỏ đi, nó hết rồi? Nói chung là thời gian đầu bác dùng thì bác cứ dùng hàng nửa năm, hàng năm thì bắt đầu bác đi khám lại thì có hiện tượng là nó cũng, bác sĩ người ta bảo là cũng nhỏ dần đi so với lúc đầu bác khám. Sau đó bác lại dùng tiếp thì 1-2 năm sau thì bây giờ bác đi khám thì nó không còn nữa. Thế là cũng mình dùng nó mất là 1-2 năm là cũng là khối u, có nghĩa là phải dùng liên tục. Thế là khối u của bác u sơ không hết còn nữa. Thế là đã hết. Thế rất là tốt. Uống ngày 2 lần vào sáng với tối thì cứ pha cái nước uống. Dạ. Điều mà để tin tưởng dùng tam thất ra thì là nói thẳng là hồi xưa bác mổ một lần rồi thì nó bị sốc phản vệ, thế là tưởng chết, cho nên là bác kinh, bác không dám mổ. Thế con bác nó cũng bảo thôi mẹ cứ dùng đã xem nó như nào, nếu không thì mổ, chứ không bây giờ mổ mà đi mổ mà nó lại giống như lần trước thì chết dở. Thế là thôi bác bảo thôi cứ dùng thử xem nó làm sao. Thế là dùng, thế là mình thấy hiệu quả đúng không? Dùng thì bác thấy có hiệu nghiệm tốt. Giả sử có ai đó muốn dùng ấy, thì bác có sẵn sàng giới thiệu giúp bọn con không? Có, nếu như bây giờ mà ai mà bảo về u với các thứ thì bác cũng khuyên là nên dùng, bác thấy là nó có tác dụng đấy. Thế thì bản thân bác là bác thấy có tác dụng đấy. Thì bây giờ bác cũng khuyên, ví dụ như bà nhà bác bây giờ đấy đại tràng thì bác cũng bảo bà là dùng tam thất này hầm các thứ để ăn thì nó cũng tốt. Với những người ốm mà mổ xẻ sau thì dùng tấm thất này thì là để hầm gà hoặc là ăn thì nó tốt. Con chào cô Hiền ạ. Thì trong cái thời gian con được biết là cô đã sử dụng cái sản phẩm tam thất bên con rồi, thì cô trải nghiệm, trước tiên là trải nghiệm và đánh giá sao về cái chất lượng sản phẩm bên con ạ? Chất lượng thì thấy uống thấy tốt đấy. Lâu rồi uống ở chỗ khác thì lần này chuyển sang bên này thì thấy tốt hơn. Thường cô dùng tam thất này để vào mục đích gì ấy? Chữa dạ dày, rồi chữa u sơ tử cung, rồi u lang, thấy nó bé đi. Thế cô đã từng đi tái khám lại là thấy u này? Rồi, đợt trước là bị cái u sơ nhỏ nhỏ này, đợt vừa rồi đi khám thì chỉ còn cái lang thôi, không còn gì. Không còn, gần như là không còn u lại hết. Vì là trước đây thì nhà bác là có mẹ bác ấy, đã dùng cái tam thất này. Tức là cũng bị một cái nang ở dưới sau, cái kheo chân này. Thế thì đã làm hồ sơ để mổ, nhưng mà sau khi mà cũng sợ quá, cũng đi mua tam thất uống một cân tam thất thì là coi như tan hết. Của cô thì là cô là vì nang như gọi là tuyến giáp, u giả chảy máu tuyến giáp.
Tự sướng, tốt cho trí óc, cơ thể và tâm hồn của bạn. Chào mừng bạn đến Sức Khỏe Online. Hãy nhấn like, share và subscribe để cập nhật những clip mới nhất. Tự sướng, còn thúc đẩy một cuộc sống tình dục lành mạnh, giúp cơ thể đạt được cực khoái một cách dễ dàng và cung cấp cho bạn sự hiểu biết tốt hơn về cơ thể của chính mình cũng như điều khiến bạn sung sướng. Dưới đây là một vài lợi ích mà việc tự sướng mang tới. Trái tim khỏe mạnh, phái đẹp sẽ thấy hài lòng khi biết rằng thường xuyên tự sướng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, những căn bệnh liên quan đến vành mạch tim và cải thiện sức khỏe của tim. Sảng khoái trí óc, giải tỏa những áp lực và căng thẳng giúp bạn ngủ tốt hơn vào ban đêm. Việc giải phóng hormone có tên gọi dopamine được biết tới như một loại hormone mang tới cảm giác tốt cho bạn khi tự sướng. Mức độ dopamine tăng lên trước khi cơ thể đạt được cực khoái. Điều này có nghĩa là dopamine thúc đẩy việc đạt cực khoái và tiết ra chất oxytocin mang tới cảm giác khoan khoái, dễ chịu và hạnh phúc, mang tới sức khỏe cho hai phái. Tự sướng không chỉ làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt cho phái mạnh mà còn giúp phụ nữ tránh được nhiễm trùng cổ tử cung và đạt cực khoái dễ dàng hơn. Đồng thời, nó còn làm suy giảm việc nhiễm trùng đường tiết niệu, giảm căng thẳng. Tự sướng giúp bạn xóa tan cảm giác buồn chán. Thực vậy, lương chất dopamine tăng lên trong quá trình thủ dâm cũng giống như việc bạn được mơ xa đầu, mang tới cảm giác thoải mái và thư giãn. Tăng cường sự liên kết tình dục của bạn với đối tác, rất ít cặp vợ chồng có nhu cầu tình dục giống nhau và thủ dâm là cách để bạn tiếp cận với nửa kia. Đó là cơ hội để bạn học tập, biết được bản thân hài lòng với những gì và sau đó trao đổi với bạn tình, sẽ làm cuộc sống chăn gối của bạn thêm hưng phấn, vui vẻ. Cảm ơn bạn đến Sức Khỏe Online. Hãy nhấn like, share và subscribe để cập nhật những clip mới nhất.